Có nhà ơi, Mai Kim Liên xuất hiện. Có nhà ơi, Mai Kim Liên xuất hiện. Mai Kim Liên xuất hiện. Mai Kim Liên. Mai Kim Liên xuất hiện mọi người. Cầm mấy ký mà không nặng được. Tôi cũng giống bảo vệ nè, quen mệt không à? Không làm, không làm ở biết quen rồi. Quen ha. Làm hả của chú như này không biết bơi gì xôi rồi mà. Có những lúc mà mấy anh kia tiên kia hơi bị mệt ha. Không, cũng quen rồi. Quen ha. Nhưng mà la la chứ không quạo đúng không? Đúng rồi. Lúc chứ đám tang mà còn không bị đạp mà. Trời ơi, vậy đám tang có anh luôn hả? Đúng rồi, anh chia sẻ cũng tất tự. Nãy có nhiều người bình luận không biết đó chứ nhiệm vụ anh phải làm rồi. Hơi căng, đôi lúc căng phải lớn tiếng mới nghe. Dạ đúng rồi. Lo cản anh Tâm không mệt đâu ha. Dạ không sao. Không mệt ha, như là không sao đó. Tại vì làm ở từ hồi ở đó, hồi ở lễ tay ở cứu không về. Vậy ha. Nãy giờ không ai đi, anh về. Đâu gì đâu. Thấy vậy anh đâu quạo đâu. Anh dọn anh xuống ông trai xuống bây giờ, anh dọn ông mặt lên mặt. Chọn hả, có ông trai bên này. Đi hả, có ông mặt lên. Bình tĩnh đây nè, quẩn vai. Dạ đúng rồi. Qua bàn tin chuẩn bị đi về đó. Anh đi ra ngoài người ta đang ăn xuống đi, bây giờ chặn nữa. Mai Kim Liên các chú chị và chị Ba Bình Tinh đang đứng bấm điện thoại, chắc chị Ba Bình Tinh cũng bị về đó cả nhà. Anh tự đi đặng coi nhà thì ta đang đặng kia. Mấy cô kiếm chỗ đứng coi nhà đặng. Hãy chơi tránh chỗ này đặng cho nhà biết. Đưa đồ nè. Dọn bên đây nè anh làm ngồi đi cho ăn đi rồi mới đi về. Ngồi sát con em đi. Ngồi đi ăn đi. Ngồi đi coi. Con còn chén nè, ăn chén nè. Để con chén nè. Chị đi Pháp là chị qua hát với Hình Tinh nè, với lại đoàn. Rồi gặp anh chị. Bây giờ lát nữa vô nó về ăn xong rồi về đó. Đi tụi cậu của này. Tiên.
Em đứng xa chị. Báo đồng phỏng vấn chị Ba Bình Tinh. Đây là nghệ sĩ công ty tích hợp với chị Hồng Loan á, cùng ngành với chị Hồng Loan. Đây là mày chuyên viên, anh một nghệ sĩ trẻ cả nhà. Đi.